chúng ta sẽ có nếp nhăn khi mà cơ của chúng ta co lại. Chẳng hạn như chúng ta cười, chúng ta nhướng trán thì cơ sẽ co. Cơ co dẫn đến việc là da của các bạn hình thành nếp nhăn. Và cái chất này khi tiêm vào thì nó sẽ ức chế sự hoạt động của những cái cơ này. Vì vậy mà nó làm giảm sự co cơ, từ đó là dẫn đến giảm nếp nhăn. Xin chào tất cả các bạn và lại được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Nếu các bạn là những người mới đến với kênh YouTube của mình lần đầu tiên thì mình xin giới thiệu, mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể xóa nhăn vùng đuôi mắt, vùng trán một cách rất là nhanh gọn, và các bạn sẽ phải rất là bất ngờ với phương pháp xóa nhăn này. Và khi mà các bạn xóa nhăn được vùng đuôi mắt và vùng trán một cách nhanh chóng thì chắc chắn là các bạn sẽ hắc được vài tuổi. Nhưng mà trước khi đi đến với phần chủ đề chính thì mình rất là hy vọng các bạn có thể dừng lại một chút, nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày bác sĩ Nguyên được gặp mọi người nhiều hơn, và khi mà mình ra video thì các bạn cũng sẽ không bị bỏ lỡ. Đối với những bạn bước sang độ tuổi 25, 30 hoặc là nhiều hơn thì các bạn sẽ thấy là da mình bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn, và những vùng mà thường xuyên xuất hiện nếp nhăn nhất đó là vùng đuôi mắt, vùng trán. Vì vậy mà trong video này bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta xóa nhăn hai vùng đó rất là nhanh chóng. Ở những video lần trước thì bác sĩ Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều phương pháp để chúng ta có thể xóa nhăn ngay tại nhà. Tuy nhiên, những cái phương pháp xóa nhăn đó thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn, nó chậm hơn. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình là làm cách nào để chúng ta có thể xóa nhăn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì trong video này sẽ tiết lộ cho các bạn một phương pháp có thể xóa nhăn gần như là ngay lập tức. Chắc chắn là các bạn đang rất là tò mò. Nhưng mà trước khi đi đến với phần xóa nhăn thì chúng ta cũng cùng nhau tìm hiểu một chút về nếp nhăn. Nói về nếp nhăn thì mình sẽ có hai loại nếp nhăn, đó là nếp nhăn động và nếp nhăn tĩnh. Đối với nếp nhăn động có nghĩa là các bạn phải cử động thì da của các bạn mới nhăn. Còn đối với nếp nhăn tĩnh thì các bạn không cần cử động gương mặt thì da của các bạn cũng đã nhăn rồi. Đối với những vết nhăn động thì thường xuất hiện ở những bạn mà trẻ tuổi. Những cái nếp nhăn này nó vừa mới xuất hiện và thường xuất hiện ở những cái vùng như đuôi mắt hoặc là trán. Các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng khi mà chúng ta cười hoặc chúng ta nhướng trán hoặc là chúng ta cau có thì đều xuất hiện những cái nếp nhăn ở trên những cái vùng da. Thì những cái nếp nhăn này gọi là nếp nhăn động, và theo thời gian khi những cái nếp nhăn này nó hằn sâu ở trên da và da của chúng ta cũng mất đi một lượng collagen nhất định thì nó sẽ chuyển từ nếp nhăn động sang nếp nhăn tĩnh. Và đối với nếp nhăn tĩnh thì nó sẽ xuất hiện ở những bạn lớn tuổi hơn và nó sẽ khó điều trị hơn. Trong video lần này thì bác sĩ Nguyên chỉ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta xóa những nếp nhăn động, còn nếp nhăn tĩnh thì sẽ hẹn các bạn vào một cái video khác. Nếp nhăn động sẽ dễ điều trị hơn, và bạn nào đang có tình trạng là nếp nhăn động rất nhiều thì các bạn hãy nhanh chóng điều trị tình trạng nếp nhăn của các bạn một cách nhanh chóng, bởi vì ở giai đoạn này là giai đoạn mà dễ điều trị và các bạn chỉ cần chúng ta chú ý một chút là các bạn có thể điều trị ngay. Còn mà để cho nó chuyển sang nếp nhăn tĩnh rồi thì nó sẽ tốn nhiều tiền hơn, khó điều trị hơn và cũng không bao giờ trở về được một làn da là không có nếp nhăn. Phương pháp xóa nhăn ngày hôm nay mà bác sĩ Nguyên hướng dẫn cho các bạn đó là xóa nhăn bằng Botox. Đối với những cái phương pháp xóa nhăn lần trước, mình nói các bạn là phải bôi kem chống nắng, phải dùng retinol, phải dùng các chất chống oxy hóa, phải massage đều đặn, thì những phương pháp này nó có hiệu quả nhưng khá là chậm. Còn phương pháp Botox thì nó không thể thực hiện ngay tại nhà như những phương pháp trước, nhưng mà nó có hiệu quả rất là nhanh. Thông thường các bạn thực hiện xong là 3 ngày sau các bạn sẽ hết nếp nhăn ngay. Như vậy, đối với những bạn mà đang có nhu cầu, đang có mong muốn là xóa nếp nhăn một cách nhanh chóng để mình đẹp lên, một cách nhanh chóng để các bạn có thể đám cưới, đi du lịch hoặc là một cái việc gì đó mà các bạn cần đẹp, thì chúng ta hãy tham khảo đến phương pháp này. Phương pháp tiêm Botox là một cái phương pháp làm đẹp mà các bạn phải đến những cái cơ sở thẩm mỹ viện hoặc là đến gặp bác sĩ để chúng ta sẽ được tư vấn. Và khi mà bác sĩ thấy là phù hợp để làm phương pháp này thì bác sĩ sẽ tư vấn và thực hiện cho các bạn. Và tất nhiên là các bạn hãy tìm hiểu một cái cơ sở mà có bác sĩ để chúng ta được thực hiện một cách an toàn hơn và hiệu quả hơn. Đối với phương pháp tiêm Botox thì bác sĩ sẽ tiêm vào da của các bạn một chất gọi là botulinum toxin. Thì đây là một cái chất mà khi mà tiêm vào trong da của các bạn thì nó sẽ ức chế hoạt động của những cái cơ. Thông thường thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có nếp nhăn khi mà cơ của chúng ta co lại. Chẳng hạn như chúng ta cười, chúng ta nhướng trán thì cơ sẽ co. Cơ co dẫn đến việc là da của các bạn hình thành nếp nhăn. Và cái chất này khi tiêm vào thì nó sẽ ức chế sự hoạt động của những cái cơ này. Vì vậy mà nó làm giảm sự co cơ, từ đó là
dẫn đến giảm nếp nhăn. Và khi tiêm Botox thì sau khoảng 3 ngày các bạn đã thấy là da mình hầu như là không còn nếp nhăn nào ở trên da nữa. Rất là vi diệu luôn. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nghe bác sĩ Nguyên nói như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu hình thành những cái câu hỏi như là liệu tiêm Botox có an toàn hay không? Đối tượng nào nên tiêm? Tiêm xong rồi có phải kiêng cữ gì không? Tiêm Botox như vậy thì nó giữ được bao lâu? Thì bác sĩ Nguyên sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi này cho các bạn nha. Đầu tiên đó là tiêm Botox có an toàn hay không. Đối với tiêm Botox, các bạn phải tìm đến những cái cơ sở uy tín và tìm đến bác sĩ có chứng chỉ tiêm Botox thì các bạn mới nên thực hiện. Đối với tiêm Botox thì đây là phương pháp làm đẹp có xâm lấn được sử dụng nhiều nhất ở trên thế giới, và một số vùng như là trán, đuôi mắt thì đã được FDA approve, có nghĩa là nó đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả thì mới được FDA approve. Nên các bạn, nếu mà chúng ta thực sự phù hợp để làm phương pháp này và đã được bác sĩ tư vấn thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để thực hiện phương pháp này. Câu hỏi số 2 đó là ai nên tiêm Botox? Đó là những bạn có những cái nếp nhăn nhưng mà phải nhớ là nếp nhăn đồng. Còn đối với nếp nhăn tĩnh thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Câu hỏi số 3 đó là tiêm Botox thì sẽ giữ được bao lâu? Không phải là cứ tiêm Botox xong nghĩa là suốt đời các bạn sẽ không bị nếp nhăn, mà thực tế thì phương pháp tiêm Botox chỉ giữ được cho các bạn từ 3 cho đến 6 tháng. Nhưng có một điều rất là đặc biệt, đó là khi mà các bạn tiêm Botox xong thì cái thời gian mà bị tái trở lại bị nếp nhăn nó sẽ càng lúc càng dài ra. Như vậy là chúng ta sẽ đỡ phải tiêm nhắc lại nhiều lần. Bác sĩ Nguyên lấy ví dụ đơn giản để các bạn dễ hiểu. Lần đầu tiên các bạn tiêm Botox các bạn sẽ giữ được từ 3 cho đến 4 tháng. Đến lần thứ 2 thì khả năng cao là các bạn sẽ giữ được 6 tháng. Đến lần thứ 3 thì các bạn sẽ giữ được 1 năm. Và đến lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì các bạn sẽ giữ được thời gian lâu hơn. Và đối với những bạn mà tiêm Botox thì người ta thấy rằng cái việc mà xuất hiện nếp nhăn nó sẽ xuất hiện chậm hơn và cái gương mặt người đó cũng sẽ được trẻ hóa lâu hơn. Câu hỏi số 4 đó là tiêm Botox thì có kiêng cữ gì hay không? Thực ra đối với phương pháp tiêm Botox nó cũng không cần kiêng cữ gì nhiều cả. Trong lúc tiêm thì các bạn sẽ hơi đau một xíu, nhưng mà sau khi tiêm xong thì các bạn chỉ cần không vận động quá mạnh, chúng ta sẽ không massage lên cái vùng mà vừa tiêm. Như vậy sau khoảng vài ngày thì các bạn đã hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt lại như bình thường. Đó là những câu hỏi mà bác sĩ Nguyên đã nhận được từ những bạn mà đang có ý định tiêm Botox, hoặc là những bạn mà có ý định xóa nhăn nhanh chóng thì chúng ta hãy tìm hiểu về phương pháp này. Đây là một phương pháp đáng thực hiện, và mắt của bác sĩ Nguyên thì cũng vừa mới tiêm Botox xong. Sau khi tiêm 3 ngày thì bây giờ là cố gắng cười thì vẫn không hình thành nếp nhăn, rất là tuyệt vời. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like cho video, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại comment ở phần bình luận những câu hỏi. Bác sĩ Nguyên sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.